175 GB Call of Duty Modern Warfare 2019 sẽ thiêu đốt ổ cứng của bạn đậu hóa. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Your world as you knew it is gone. Mình không nghĩ là hiện tại là có một cái con game nào đó mà nó cần một cái dung lượng khoảng 175GB anh em ạ. Rất là khủng khiếp luôn. Nikolai, mình không tin được là cái con Call of Duty tháng 10 này nó có cái dung lượng khủng khiếp như vậy luôn. Chính vì cái dung lượng nó quá khủng cho nên là từ giờ tới cái lúc mà mình làm cái con game đó là còn khoảng mười mấy ngày nữa, 12 ngày nữa thì là mình sẽ không thể nào cài thêm một con game nào khác vào cái Odyssey được. Thì mình đang để dành một cái dung lượng riêng cho cái con đó, mình ưu tiên cho cái con game đó luôn. Để thứ nhất á, nó là một trong những con game rất là hot của 2019 luôn. Còn một cái thứ hai nữa là nó tiêu tốn của mình tới 60 đô rồi anh em ạ, cho nên là mình bắt buộc mình phải ưu tiên cho nó. Cho nên là bây giờ khi mà mình làm những cái con game khác á, mình bắt buộc phải làm những con game mà nó vừa hay mà dung lượng nó phải nhẹ rồi. Để mình còn phải để dành cái ổ cái dung lượng trống cho cái con game Call of Duty tháng 10 tới đây. Chính vì vậy cho nên bữa nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một con game nói chung là nó cũng không xa cũng không lạ nữa. Đây là series Call of Duty Modern Warfare 3 đây. Cực kỳ hay luôn. Và dung lượng là nhẹ nữa. So với hiện tại, thời điểm hiện tại bây giờ thì cái con game này cái dung lượng nó quá củ chuối này mà củ bắp lắm. Nó chỉ có 12 hay 13 GB gì. Modern Warfare 3. Thì mình cũng đang làm dở cái series Call of Duty Modern Warfare này nè, cho nên là mình sẽ làm cái phần 3 cho nó kết thúc luôn. Rồi sau khi mà mình hoàn thành xong rồi cái con Call of Duty Modern Warfare 4 cái mùa tới đây á, là bắt đầu mình mới chơi được những con game mà mới và cái dung lượng cực khủng luôn. Những cái con game mà từ 2018 chứ đi á, mình thấy là hầu như là ít nhất luôn á, theo như mình ít nhất luôn là 40 GB. Riêng cái con Call of Duty tháng 10 này là mình không hiểu sao mà hoàn thành game cho nó tới 175GB. Thật sự một con số đó là rất là khủng khiếp. Glad to have you in our corner, Sandman. The Russians are using electronic countermeasures to jam our comms and guidance systems. The primary mission tower is on top of the stock exchange. I need your team to destroy the jammer's full spectrum, so until it's down, you'll have no radio contact. I have ground assets to get you close. Đón chào cái phần Modern Warfare 3 này của mình nha. OCB, Last Day, ngày thứ 3 đen tối, tháng 8, Fort Delta Fort, Manhattan, New York à, đây là cái nơi mà mình sẽ thực hiện nhiệm vụ đây, Sandman. Ôi, mình đang trong một chiếc xe bọc thép kìa. Ôi, cái đợt nhìn ghê vậy, ui, quả tên lửa kìa. Ý, nè, cái định mệt rồi, mà nhìn mình có cảm giác như là nó rớt trúng đầu mình ấy. Thì bắt đầu cái phần 3 của Modern Warfare nó cho mình biết lại cái tình huống được trước của phần 2 kìa em, là cái nhiệm vụ cuối cùng ở phần 2 là mình đã tiêu diệt được thằng Shepherd. Thì trong đó thì cái thằng sáp của mình cũng đã bị dao đâm. Và được thằng Nikolai nó dùng với máy bay trực thăng nó chở đi để nó cứu. Thằng Nikolai giống như là thằng hộ mệnh của thằng Captain Price, ông Captain Price với thằng sáp hay sao ấy. Lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để cứu cơ. Mình thấy nhiều nhiệm vụ lắm luôn rồi đó.
Hình như là mình nhớ ở phần trước là cái ông Captain Rai và cái thằng sáp vẫn đang là bị buộc vào một cái tội truy nã quốc tế luôn, vì đã giết chết một cái ông tướng của Mỹ. Và những cái âm mưu của thằng Shepherd là chỉ có mình biết thôi chứ không ai biết nữa anh em ạ. Mình nhớ là cái đội gì ta, cái đội gì mà rất là bí mật luôn á, hình như là nó hoạt động độc lập luôn, mà cái ông tướng Shepherd đó lại toàn quyền được quyết định đấy chứ. Cho nên là bộ mình sau khi mà giết ổng xong là bây giờ nó mang tiếng rồi ạ. Cay thật đấy. Mình có làm gì đâu. Thì song song với cái việc mà Nikolai nó cứu ông Captain Rai và thằng Sáp, thì cái lúc này mình sẽ vào vai của một trong những cái lực lượng Delta Force của Mỹ đây, chuẩn bị chiến đấu để đẩy lùi cái bộ binh của Nga ra khỏi New York đây. Ok. Đông nhờ. Ôi trời ơi, mình đã quay trở lại với lại chiến tranh hiện đại rồi em ạ. Chiến tranh thế giới thứ 3. Bắn cực phê luôn. Gắt này. Đùa với mình nè. À, mấy anh nghe ngố này lì nhờ. Cái bài học ở phần 2 chưa chừa kìa. Chưa biết đầu cua tay nheo gì hết mà dám tấn công vào mình. Ơ cái gì vậy? Ô, sao nó nổ ghê vậy? Ê, lý chứ, ê, bình tĩnh, cover anh em. Cho nó trái lựu đạn nữa nè. Sống hộ. Chạy hả bưởi. Mừng quá, cái phần chiến tranh hiện đại này nó không giống như là cái Call of Duty World War 2. Ở đây nó tự hồi máu anh em ạ, không cần phải xin xỏ ai cả. Khổ. Gắt nhờ. Phím 3. À phím 3 là mình cái kiểu giống như là mình gắn thêm một cái ngắm vô cái cốp của mình nữa kìa. Cái cốp halo. Ấy, nó bắn đâu vậy? Khó quá, mấy thằng lính nó mặc đồ khó nhìn lắm anh em ạ. Không biết là bọn này nó cố tình không nữa. Trời ơi, đúng là cái chiến tranh hiện đại kìa. Úi trời ơi, thành phố to lớn của tôi. À, OGB nè, phải không? Đúng rồi kìa. Này thì OGB này. À đây rồi. Mình phải chạy vô đây nè, nhanh lên anh em ơi. Ô, vẫn lì kìa. Follow. Hình như cái nhiệm vụ của bọn mình là chuẩn bị đi tới một cái trạm phát sóng gì đó đặt trên nóc một cái sàn chứng khoán ở New York để mình tiêu diệt cái bộ nhiễu sóng gì của Nga anh em ạ. Chính vì cái bộ đó mà cái không quân của mình nó không vô được. Nếu như mình mà không phá hủy kịp thời coi như là mình sẽ mất New York ấy. Đi lên em ơi. Cứ mỗi lần mà chơi cái con Call of Duty Modern Warfare này mình lại liên tưởng tới cái con tháng 10 này em ạ. Khủng khiếp thiệt. Nghĩ sao mà nó làm cho cái dung lượng ghê thiệt chứ. Còn nữa không? Ra đi, bắn một lần luôn. Nhanh lên. Hết rồi phải không? Một cái đợt thì cái bọn này. Nhây nè. Nhây là phải giết anh em ạ. Kêu ra không chịu ra. Ê, đâu vậy? À, ở dưới nữa kìa. À đúng rồi, nãy mình đi ở phía này mà. Hello. Không được, mình phải làm nhiệm vụ chính anh em ơi. Mình phải đi theo cái thằng Sandman này nè. Như cái thằng những Sandman này nó xuất hiện ở phần 2 đúng không ta? Mình thấy cái tên quen lắm nè. Thì hiện tại là cái ông nọ đây là chỉ huy của bộ mình đấy. Gì đây? Acid à? Sao cái phòng Acid mà lại nằm ở phía trong vậy? Khi mình nhấn phím Q để ném cái choáng nè. Ôi trời ơi. Ủa, thanh niên này núp kinh vậy. Núp này. Trời ơi, không thể nhận được cái thành phố New York luôn ấy. Thì cái việc mà Nga đánh chiếm tấn công vào đây là có khả năng nha anh em. Những cái mà cái kiểu như này anh em thấy không? Thì Nga cũng là một trong những cái cường quốc về quân đội á. Cho nên là mình nghĩ là nếu như mà thật sự mà ở ngoài có thì chắc cũng cỡ này nè. New York cũng thành phố Mỹ cũng phải tan hoang cái cỡ này chứ không đùa đâu. Còn mấy con châu bò không?
Ai cha đông vậy? Nãy giờ. Ô, mình quên cái phím 2 của mình. Phím 2 mình là cái súng phóng lựu kìa. Vào hết đây, vào hết đây. Núp cái gì mà núp? Ủa cái súng này bắn phê thiệt luôn á, vậy mà nãy giờ mình không biết. Đúng rồi, thường cái con Call of Duty ở cái ba lô 1, ba lô 2 đều có súng hết anh em ạ. Mà nãy giờ mình không quên chết nè. Tôi chết rồi, hết đạn rồi. Hết đạn nè. Lết kìa. Lết mà được à. Giết hết. Cái thỏi cục súc nè. Máu chiến nè. Hình như cái lúc này là quân Nga nó tấn công vào đây vẫn dưới cái sự chỉ đạo của cái thằng Makarov đúng không ta? Lì các bạn. Ê, bình tĩnh. Ở đây nãy giờ mình không thấy cái thùng đạn nào nha. Chắc là mình phải thay súng rồi. Úi xời, AK kìa. Ủa súng gì đây? SM25 hả? À, súng này súng nãy của mình mà. Cái gì đây? Cái lục gì mà nhìn ghê vậy? Mục tiêu cách đây 89m à. Let's move. Ôi trời ơi. Lại ra nữa à. Thì cái series Call of Duty Modern Warfare này thì đâu. Cái lối chơi nó quá nổi tiếng rồi nè. Bay vô là chỉ có bắn mà bắn thôi. Bắn mới vô thôi mà bắn rất là phê luôn á. Trời ơi đông vậy. Làm gì mà đông vậy? Mình không biết là cái thành phố này, những cái địa điểm chỗ này nó có lấy cái thật giống như ở ngoài không nhỉ? Ôi giời ơi, bình tĩnh. Choán cái coi. Rồi lao lên. Bọc thép này. Hình như là có thằng bắn OGB kìa. Mình thấy rồi. Nó đây nè. Đâu rồi? Đây. Đây, OGB nè, mấy thằng OGB phải giết trước anh em ạ. Ôi, ấy. Ôi, nãy giờ đồng đội mình nó có làm gì có ích không vậy? Nãy giờ nó có bắn hộ mình không vậy? Ôi, ôi. Hơn là thằng đó nó bắn tạch đó anh em ạ. Không là cả đám vỡ mồm rồi. Này thì ngắm này. OGB đâu mà hoài vậy? Chạy mà được của chúng tôi à. Đi. Trời ơi ở đây AK không. Ui AK cái red dot đi cho nó máu anh em ạ. Bắn dễ bắn hơn cái kia. Thôi chết rồi, cái súng của mình sắp hết đạn luôn rồi. À đây nè. Đây đúng rồi. Giống như ở phần 2 anh em, nó có những cái thùng thính nè, tha hồ lấy đạn luôn. Đâu rồi? Đi đâu? Lên đây hả? Ê, bình tĩnh. Bắn gì ghê vậy? Bình tĩnh với anh ơi. Người ta mới vô thôi mà bắn gì ghê vậy? Ủa sao cái chỗ này mình nhớ tới cái ở phần đầu tiên vậy ta? Nó cũng vô một cái chỗ giống như cái đài truyền hình đó. Cái này như phải là đài truyền hình mà nó giống như một cái sàn chứng khoán đó. Trên đây cái mấy thằng Nga nó đang đặt một cái thiết bị làm nhiễu sóng hay gì đó mà cái không quân của mình không vào được. Khiến cho mình không thể liên lạc với không quân đó anh em. Nó vô hiệu hóa cái tín hiệu hay sao á. Trời ơi mất cái màn hình. Ôi cái lúc chiến tranh cái này thì tiền bạc không còn là quan trọng đâu anh em ạ. Tính mạng là trên hết. Tự do, độc lập, tự do và hạnh phúc. Này thì chứng khoán này, tiền tệ này. Ra đông vậy. Càng bắn càng ra vậy. Đi lên anh em ơi. Hết chưa. Lia. Ủa không phải lên đây hả? Ủa cái đệt.
Cái chỗ này giống như nó đang sửa đúng không ta? Đây là mấy cái dàn giáo mà. Trong cái xài chứng khoán tại sao có mấy cái này được nhờ? Chắc nó đang sửa hay sao ấy. Nó giống như cái kiểu với cái dàn giáo ở Việt Nam mình mỗi lần xây nè, nó dựng lên nè. Mấy đạn vậy? Còn nữa không? Cái nhạc nền của Call of Duty bao giờ cũng hay hết anh em ạ. Nghe rất là phê luôn. Ê, nó vô kìa. Ghê vậy? Dí. Nó đâu ra mà nó dí vào được hay vậy? Là mấy cái top này, cái top đi sau lưng mình nè. Không được, cái nhiệm vụ của mình là phải lên đây anh em ạ, chứ không có đứng đó bắn được. Đây, một trong những cái điểm trời của Call of Duty mà Modern Warfare đây, mình thấy đây, anh em thấy không? Khi mà mình leo á, nó không thấy được cánh tay nè. Thì những cái phiên bản sau này mình thấy nó đã fix được cái này rồi, nhìn nó rất là giống luôn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây là cái chạm mà nó có cái gì nè. Cái chạm phát sóng. Nó có một cái thiết bị gì đó của thằng Nga cho này nè. Cái Nga ngố là nhiều đồ chơi nhờ. Lía. Lên anh em ơi. Đây, cái cột này chắc. Đúng rồi. Phát sóng thường chỉ có cái này thôi anh em ơi. Chưa chết này. Lũ đạn nè. Mù nè. Mình không có cái bơm khói nhờ. Nó đuôi rồi, nó đuôi rồi, nó đuôi rồi anh em ơi, lên. Ủa cái đợt sao hết đạn lúc này. Trời ơi. Từ. Trời ơi. Ở bên Mỹ mà cũng xài cái này nữa hả anh em? Cái này cái kiểu giống như là nó làm thông hơi cho nó ấy nè. Mình tưởng ở Việt Nam mình chỉ mới xài cái này thôi chứ. Ôi tới giờ Mỹ vẫn còn xài á. Trời ơi, AK không. Đây rồi, đây rồi, đây. Mình phải hỏi đây. Nhúng ép. À, không còn cái bơm nào nhìn cho nó đẹp hơn nữa hả trời ạ. Từ từ. Này thì phát sóng này. Ê, tránh đây em ơi, cứu chân. Rồi làm gì nữa? Hình như bắt đầu mình liên lạc được với lại không quân rồi kìa. Mình phải xin được cái sự hỗ trợ của không quân. Ê, thấy rồi. Phím 3. Ủa sao bắn xa dở vậy? Ô đạn bắn không tới à? Rồi đạn bắn không tới thật anh em ơi. Từ đây qua đó gần mà. Ủa sao mình bắn không được ta? Nó kêu mình bấm phím 4 làm cái gì kìa? À đây rồi. Rồi cuối cùng mình đã liên lạc được với không quân đây, xin chờ hỗ trợ đây. Mày hả bưởi. Cái gì vậy? Nó máy bay của ai vậy? Của mình hả? À, Detroit nó, cái định mệnh. Phim 4. Trời ạ, à, mình tưởng nó máy bay của mình. Không xong rồi đại dương ơi. Mình bị bắn là mình không sử dụng được cái đó. Ô, cái gì vậy? Sao mình xài không được? Từ từ mấy anh ơi. Này thì bắn này. Ôi trời ơi, sao hỡi chạy hộ. Thôi. Chưa đâu, còn trên đây nữa nè. Ủa sao mình bắn không tới ta? Ô cái địch. Nữa hả? Chết rồi, mình không sử dụng được phím 4 nữa rồi. Phím 4 hết rồi. Ủa hình như thằng phi công là bên mình mà. Ô cái địch. Đây rồi. Đây mới đúng mà không quân đây. Cái này có phải là cái con diều hâu không ta? Này thì bắn này. Hey, sáu nòng đây, thần chiến tranh đây anh em ạ. Ui, địch mệnh. Cái thằng nó bắn với OGB ghê vậy. Như đây là con diều hâu của Mỹ đúng không? Ủa, nó thấy đông lắm mà. Đâu nữa. À, ngon. Ôi trời ơi. Đây rồi, đây mới đúng là đậm chất của Hollywood đây. Của đặc trưng của Call of Duty Modern Warfare đây. Nó những pha của nó là hành động như phim Hollywood anh em ạ. Trời ơi, bắn tên lửa kìa. Mày ra đây. Ô địch mệnh số nhiều vậy? Ô hai chiếc à. Mày, ủa sao bắn nó không nổ ta?
một chiếc nữa. Ủa, sao nó trâu vậy? Còn một chiếc nữa, mình nhớ còn một chiếc nữa mà. Hai chiếc lận. Đâu rồi? Trời ơi, đẹp quá, hoành tráng thật luôn ấy. Cái con game này mà được làm remaster là thì đã nhờ anh em nhờ. Trời ơi, cái đồ họa không phải nói mà cộng với lại cái nội dung thì thôi chứ. Nó là siêu phẩm luôn á. Thì cái phần 4 nó là bản reboot nha anh em ạ. Nó tái khởi động vậy thôi chứ nó không liên quan gì tới ba phần này cả. Solo. Này thì solo với anh này tuổi. Ê. Wait. Chết bà rồi. Ô cái đệt. Trời ơi nó hoành tráng như kìa. Mình nói thật chứ phim Hollywood cũng tới đây là hết thôi em ạ. Cũng cỡ này thôi chứ không hơn được đâu. Công nhận đỉnh thiệt chứ. Chết rồi rớt. Ghê mày. Vậy mà không sao quá hả. Hư cấu mày. Trời ơi con nó cháy rồi. Trời ơi con cái đồ quả đó kìa anh em. Ôi phải chi cái bản này được làm lại nhờ. Remaster ha. Good luck. Quá tuyệt anh em ạ. Cực kỳ phê luôn. Ok, thì cái tập đầu tiên về con đầu tiên Modern Warfare 3 của mình đến đây là hết nha anh em. Nếu anh em thấy hay thì nhớ like và subscribe giúp mình nha. Và cũng đừng quên là share cái video giúp mình nghe. Bye bye anh em. See you again.